Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ phim hoạt hình Thân Ấn Vương Tọa. Năm 6172, tiểu đội săn ma đoàn do 6 vị cường giả thánh điện liên minh tạo thành đang lên kế hoạch bên ngoài khu ma đánh giết ma thần xếp hạng 54 Liên Lạp Kim. Tâm Thủy nhắc nhở Lâm Thần cẩn thận thì một giây sau đó, hắn ta bị con ma thần đánh văng. Nhằm ngã cuồng máu chiến hơn bao giờ hết, lão nhất định phải đánh hạ được con quái thú này. 6 người bọn họ cùng đồng loạt xông lên, khiến ma thần không kịp trở tay. Sức mạnh đã mạnh, nay còn kết hợp khiến con ma thần rơi vào trạng thái bế tắc không còn đường lui. Kết trận bằng một đòn thiên địa nhất kiếm của lão nhậm ngã cuồng, thân xác con quái vật tan thành trăm mảnh, cũng là lúc vương miện ma thần lộ diện. Nó đang cố tình tìm cách để tẩu thoát, nếu vương miện này rơi vào tay ma thần, e là sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Vậy nhưng tất cả đã quá muộn, từ trong lỗ đen xuất hiện một nam tử vô cùng tuấn tú, với mái tóc dài đen mượt như xài dầu gội san xỉu. Người này không ai khác, chính là kẻ đứng đầu trong 72 ma thần, hắn được gọi là ma thần Hoàng Phong Tú. Đám người kỵ sĩ tuy có hơi bất ngờ dạo đầu. Vậy nhưng khi thấy kẻ đứng đầu lộ diện, ai nấy đều sung sức nhảy vào lên không trung, quyết tâm đánh bại được anh đẹp trai ma thần. Trước khi chết được giao thủ với ma thần Hoàng cũng đáng giá. Vậy nhưng ma thần Phong Tú vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ với một chiều tịch diệt đích nhất mà Phong Tú đã tiến gần hết đám kỵ sĩ thánh điện dai chuồng gà. Tuy rằng như thế cũng không thể cản bước được lòng tình vũ. Một luồng sức mạnh hội tụ cài trời đất hòa làm một với cơ thể của anh Tam, từ trong hư vô thần điện xuất hiện. Lòng tình vũ từ từ bước lên từng bậc thang mạnh mẽ, cầm lấy thanh kiếm vàng ròng. Từng mảnh giáp ghép lại trên cơ thể biến anh ta trở thành hình dáng của một thần ấn kỵ sĩ để uy phong lẫm liệt. Lòng tình vũ phân ra thành trăm ảo cảnh tấn công liên tiếp về phía Phong Tú, vậy nhưng sao dễ ăn hắn ta như vậy được? Phong Tú trận đánh đòn chí mạng rồi kề sát tai nói, thì ra người là Lòng Tình Vũ, rất tốt. Nói xong, hắn liền thưởng cho Lòng Tình Vũ một chưởng, suýt chút nữa đưa anh ta đi về đất mẹ. Vậy nhưng thần ấn kỵ sĩ cũng không phải cái danh hư ảo, anh ta nhanh chóng lấy lại hình tượng. Định bụng đáp trả lại đòn bàn nãy, vậy nhưng Phong Tú lại rời đi một cách đầy khó hiểu. Không ai biết nguyên nhân ma thần Hoàng biến mất trong trận chiến là thế nào. Chỉ biết là sau trận chiến, Lòng Tình Vũ quay về nhà thì thê tử của hắn đã bị ma thần Hoàng bắt đi. Chẳng lẽ đúng như lời Tào Tháo đã nói hay sao? Mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường với ta, duy nhất chỉ có vợ kẻ thù làm ta thích thú. Mới ấy mà nhân gian cũng đã trầm ổn được 10 năm, hôm nay là ngày tiến hành kiểm tra linh lực. Chỉ có linh lực vượt qua 10 điểm mới được tấn thăng làm kỵ sĩ tùy tùng, tiếp tục ở lại đấy. Còn nếu dưới 10 điểm thì bị đá ra chuồng gà. Lần lượt từng thành viên bước lên, cho đến người cuối cùng là Long Hạo Thần. Cậu tập trung hết sức mạnh và ý chí, mạnh mẽ giáng đòn kiếm xuống cây cột trước sự mong đợi của tất cả mọi người. Vậy nhưng tột cùng nhận lại chỉ là sự thất vọng khi dừng lại ở số 9. Với số 9, Long Hậu Thần không còn đủ tư cách ở lại đây. Tuy rằng biết cậu nhóc này có sự cố gắng, vậy nhưng tư chất chưa đạt đủ trình độ. Giáo quan rất tiếc, vậy nhưng cũng không thể làm được gì. Long Hậu Thần cố gắng tìm đủ mọi cách để được kiểm tra linh lực một lần nữa. Các bạn hồng nhận thấy sự cố gắng và quyết tâm trong con người của Hậu Thần, liền xin giáo quan cho cậu ấy thêm một cơ hội. Làm người đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Thế là giáo quan cũng đồng ý với điều kiện phải đánh bại Tường Hổ, người có linh lực cao nhất trong đám người bọn họ. Vừa vào trận, Tường Hổ đã ngay lập tức áp đảo tình thế, đánh cho Nam Chính ăn hành liên tục. Long Hạo Thần biết mình không phải đối thủ về khoảng sức lực với Tường Hổ, nên lôi trí khôn của ta đây ra đọ sức. Cậu nhanh chóng tìm được điểm yếu của đối thủ rồi phản công. Tường Hổ tưởng sắp ăn hành thì Long Hạo Thần dùng kiếm đập mạnh một cái vào cây cột, luồng sức mạnh cũng từ đó chạy lên chạm mốc con số 11. Giáo quan và tất cả những người có mặt chứng kiến cảnh đó đều vô cùng ngạc nhiên, hắn đồng ý cho cậu thông qua. Cùng lúc đó ở trong rừng rậm, một cô bé tóc tím tên là Thải Nhi đang bị đám ma sói truy đuổi gắt gao. Hết đu dây, leo cây, thoát ẩn thoát hiện rồi lại trượt ván. Bao nhiêu kỹ nghệ trổ ra hết mà vẫn bị đám ma sói đả thương thì đúng là hôm nay bước ra cửa quên coi ngày rồi. Tàn trường, Long Hạo Thần nhận lấy bồi nguyên dịch từ tay giáo quan. Giáo quan hỏi thăm lý do cậu nỗ lực kể quốc ngày đêm không ngừng nghỉ như vậy mà linh lực vẫn yếu. Rõ là có chuyện đang xấu. Vậy nhưng có gặng hỏi như thế nào thì đường sự vẫn chẳng cách im lặng. Tường Hồ và Long Hạo Thần cùng nhau trở về nhà. Trên đường đi, Tường Hồ nhường lại bồi nguyên dịch cho cậu và bảo cậu lấy về mà sắc thuốc cho mẹ uống. Nếu Hạo Thần uống thứ dược thần này, e là công lực còn tăng gấp mấy lần. Vậy nhưng cậu không quan tâm dăm ba cái linh lực kia, thứ cậu quan tâm chỉ có mẹ mình mà thôi. Hạo Thần từ chối lòng thành của Tường Hồ rồi một mình trở về. Trên đường đi, cậu bắt gặp mỹ nữ tóc tím đang bất tỉnh trên đường. Định hỏi thăm mà cô nàng chĩa dao vào cổ, khiến Long Hạo Thần rén ngang, không dám hé nửa lời. Cô nàng dần yếu hơn, cánh tay buông hạ vũ khí khi biết được người trước mặt không phải kẻ xấu. Nàng ta nhanh chóng ra hiệu cầu cứu, đáng tiếc là không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng hành động để chỉ dẫn. Long Hạo Thần ngay lập tức hiểu ý, cầu trấn an cô bé bình tĩnh, còn ra về anh hùng với mỹ nhân.
cho tới khi lang ma xuất hiện thật thì mới ba chân bốn cẳng bò chạy. Chưa chạy được bao lâu thì lại bị vấp cục đá té sấp mặt. Vậy nhưng dù có bị đập đầu vô đá cũng vẫn cố gắng bảo vệ mỹ nữ trong tay. Biết không thể chạy trốn, Long Hào Thần rút kiếm trực tiếp chinh chiến với bọn chúng. Vừa vung qua vùng lại vài cái, liền bị mấy con ma lang bón hành ngã vào trước người nàng ta và suýt nữa hồn trộm được thải nhì, cũng may giữ được khoảng cách kịp thời. Nhớ lại lời của giáo quan từng nói, đám ma sói lợi thế về tốc độ, tấn công nhờ vào nanh và răng, muốn hạ gục bọn chúng thì phải tấn công ở phần bụng và cổ. May mà nhớ lời thầy dạy, Long Hào Thần dùng kiếm hạ thẳng vào hai điểm yếu ấy. Tưởng chừng nắm chắc phần thắng thì con ma lang kia vừa vặn bẻ lại cổ rồi châm biếm. Tiểu tử này còn non và xanh lắm. Nói rồi, hắn liền tấn công túi bụi khiến Long Hạo Thần không kịp trở tay. Lúc này cậu mới hiểu ra rằng sức mạnh của bọn chúng quá mạnh, cậu hoàn toàn không phải đối thủ xứng tầm. Ma lang đã tông cậu nhóc, rồi ra lệnh cho đám đàn em nhai sạch. Hạo Thần trừng mắt nhìn khiến bọn chúng cay cú. Chúng lập tức đá cậu một trường giàn mặt. Tuy rằng ăn đấm liên tục, vậy nhưng cũng không thể cản bước được Hạo Thần. Nhân lúc tên đầu đàn sơ hở, cậu liền đâm kiếm thẳng vào họng của hắn, khiến hắn không kịp nói lời cuối cùng trước khi ra đi. Hạo Thần cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng bò đến chỗ của cô bé kia, dặn dò cô bé hãy chạy về phía trước, ở đó sẽ có người của kỵ sĩ thánh điện giúp đỡ. Vậy nhưng cô nàng lại không muốn làm như vậy. Dù có bị thương, vậy nhưng cả hai vẫn cố gắng đứng dậy, kề sát vai nhau tiếp tục chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Tuy vậy, kết cục vẫn định sẵn là cả hai không phải đối thủ của bọn chúng. Trong lúc nguy cấp, một luồng sáng màu tím xẹt ngang qua giết chết đám ma lang một cách nhẹ nhàng. Người kia thân ảnh toàn một màu đen đi xuống, ép buộc thai nhi trở về. Vậy nhưng cô bé lại sợ hãi núp sau lưng Hạo Thần. Rất nhanh chóng, kẻ kia đã đánh gục được cậu. Thai nhi cầu cứu người đàn ông thần bí cứu giúp Hạo Thần. Nếu không với nhiều vết thương chí mạng như vậy, e là sau này cậu ta sẽ bị tàn phế. Người đàn ông kia chỉ đồng ý khi thai nhi chịu quay lại ngoan ngoãn tu luyện luân hồi thành nữ. Mặc dù rất không muốn quay lại chốn địa ngục ấy một lần nữa, vậy nhưng nhìn thấy dáng vẻ đau đớn và lo sợ tương lai của Hạo Thần, thai nhi cũng phải cắn răng đồng ý. Người đàn ông kia dùng nhẫn thuật triệu hồi pháp lực biến ra một thứ vũ khí hình bông hoặc, từ đó một luồng sức mạnh nhập vào cơ thể của Long Hạo Thần, giúp cậu ta trao chút 12 kinh mạch chính, đốt hết tạp chất trong cơ thể, tiềm lực chỉ ít cũng tăng lên được vài phần. Thành Nhi không nỡ rời xa, nàng lưu luyến nhìn Hạo Thần, trước khi ra đi còn tặng cho cậu một món bảo vật vô giá. Hết giờ đóng phim tình cảm, người đàn ông nhanh chóng kéo cô nàng rời đi. Khi Hạo Thần tỉnh dậy, cũng là lúc Thành Nhi đã đi mất. Cậu cảm thấy vô cùng kỳ lạ, các vết thương trên người mới đó đã hồi phục, lại cảm thấy chuyện vừa nãy xảy ra như một giấc mộng vậy. Trời đã gần tối, Hạo Thần buộc phải về nhà sắc thuốc nấu cơm cho mẫu thân của mình. Người nữ nhân xinh đẹp này là Bạch Nguyệt, vừa hay nhìn thấy mẫu thân đang làm việc. Cậu liền khoe về chiến tích đã thông qua cuộc khảo nghiệm và trở thành kỵ sĩ tùy tùng khiến cho Bạch Nguyệt vô cùng tự hào. Tối đó, Hạo Thần lén bỏ bồi nguyên dịch vào trong thuốc rồi đưa cho mẫu thân uống. Đêm đến, Hạo Thần tương tư về thải nhì. Không biết liệu nàng bây giờ có ổn không, nghĩ một hồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Bạch Nguyệt tranh thủ thời gian giải trình lại màn đang phơi thì phát hiện có kẻ đang bám đuôi. Nhìn thấy vị nữ tử trước mặt, người đàn ông kia liền mừng rỡ bật lên hai tiếng Nguyệt Nhi, khiến Bạch Nguyệt rơi vào trạng thái bất động, không biết nên làm gì tiếp theo. Người tới chính là Long Tình Vũ. Hắn mừng như bắt được vàng nên nhanh chóng tiến lại, định ôm chầm lấy người vợ đã xa cách chục năm nay. Vậy nhưng Bạch Nguyệt lại chậm rãi lùi về sau, khuôn mặt đau buồn rơi nước mắt. Long Tình Vũ hỏi lý do vì sao nàng lại chọn xa cách hắn gần ấy năm như vậy. Bạch Nguyệt cho biết nàng làm như vậy là muốn tốt cho con trai của chúng ta. Long Tình Vũ nghe vậy cũng bất ngờ, vì xa cách nhiều năm nên sợ rằng cậu nhất thời không chấp nhận người cha này nên quyết định tiếp cận với vị trí là một người thầy. Sáng ngày hôm sau, Long Hạo Thần nhân lúc không có ai liền quyết định kiểm tra linh lực một lần nữa, quả nhiên đã đạt tới con số 25. Điều này đã bị Long Tình Vũ bắt gặp. Giáo quan đi tới và giới thiệu, từ nay Long Tình Vũ đại nhân sẽ là sư phụ của cậu. Tuy rằng được một kỵ sĩ mạnh nhận làm đồ đệ, vậy nhưng Hạo Thần vừa mừng vừa sợ. Mừng vì gặp được thầy giỏi, sợ là vì sợ tư chất của cậu không đủ sẽ bị thầy chê cười không nhận nữa. Long Tình Vũ cầm tay Hạo Thần bay ra ngoài đại điện, cùng nhau băng qua bao đại dương, cùng nhau vượt ngàn con đường, đến một khoảng đất trống thì đáp xuống. Khi được hỏi về chuyện kỵ sĩ tổng cộng chia làm bao nhiêu giai, Hạo Thần nhanh chóng đáp lời. Dựa theo linh lực phân chia, kỵ sĩ tổng cộng chia làm cửu giai, linh lực 10 điểm là nhất giai tùy tùng kỵ sĩ, linh lực 100 điểm, nhị giai chuẩn kỵ sĩ, linh lực 200 điểm là tam giai kỵ sĩ, 500 điểm là tứ giai đại kỵ sĩ, 2.000 điểm là ngũ giai đại địa kỵ sĩ, thiên thông kỵ sĩ, 4.000 điểm là lục giai huy diệu kỵ sĩ, 1.000 điểm là thất giai thánh điện kỵ sĩ, 3 giai thánh kỵ sĩ 30.000 điểm, cửu giai thần thánh kỵ sĩ 100.000 điểm. Long Tình Vũ cho biết thêm, thân là kỵ sĩ muốn tấn thăng giai cấp càng nhanh đều cần tiến hành nghi thức thần thánh thức tỉnh. Đây là nghi thức trang nghiêm nhất của kỵ sĩ. Nó có thể kích phát tiền thiên nội linh lực tiềm ẩn.
Tiền thiền nội linh lực thấp nhất là bằng 0, cao nhất là 100. Giá trị càng cao sau khi thức tỉnh, tu luyện sẽ càng có hiệu quả. Tuy rằng có chút sợ hãi, vậy nhưng vì để mạnh mẽ nên dù có bao nhiêu đau đớn, họ thần cũng nhất định sẽ vượt qua được. Long Tình Vũ thấy được ý chí đó, liền tiến hành nghi lễ thần thánh thức tỉnh. Vậy nhưng khi hắn định loại bỏ tạp chất cho họ thần trước khi tiến hành nghi thức, thì nhận ra có ai đó giúp cậu đạt thông 12 kinh mạch. Như vậy thì càng tốt, có thể bỏ qua đau đớn mà tiến hành vào nghi lễ luôn. Trong tiềm thức, họ thần phát hiện mình đang ở trong một khoảng không gian vô tận. Trước mặt cậu là hình bóng to lớn của sáu quan đang ra lệnh cho đám học trò đọc 10 quy tắc lớn của kỵ sĩ. Ở bên ngoài, 10 viên bảo thạch tương đương với 10 điểm tiền thiên nội linh lực là đại diện cho vinh quang cao nhất của kỵ sĩ xuất hiện từ cơ thể của họ thần. Năm ấy, Long Tình Vũ cũng thắp sáng được 7 viên thủy tinh. Còn họ thần trong tiềm thức liền phát hiện một vật thể bay không xác định lao thẳng xuống, tất cả mọi thứ có mặt cũng biến mất. Họ thần nhanh chóng trở lại chỗ vật kia bị rời thì phát hiện ra một thanh kiếm xung quanh tỏa ra một làn khói đen tuyền vô cùng kỳ bí. Tới đây thì video đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong video khác nhé.